Thưa quý vị, thời gian gần đây, thời tiết diễn tiến thất thường, nắng nóng xen lẫn các đợt không khí lạnh, khiến trẻ nhỏ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa gia tăng. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, vệ sinh, thì việc tiêm chủng là rất cần thiết để phòng bệnh cho trẻ. Ghi nhận gần đây cho thấy, lượng bệnh nhi đến khám, điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng tăng đáng kể. Trong đó có nhiều trường hợp viêm phổi nặng, suy hô hấp phải thở máy. Đặc biệt, bệnh diễn tiến nhanh với nhóm trẻ sinh non, có bệnh lý bẩm sinh, suy giảm miễn dịch. Đa số các cháu cần phải có những biện pháp chăm sóc hỗ trợ về mặt hô hấp cũng như là điều trị những vấn đề rối loạn về tuần hoàn, nhiễm trùng và một số biện pháp hỗ trợ điều trị nâng cao. Không riêng Bệnh viện Phụ sản Nhi mà một tháng trở lại đây, bệnh nhi đều gia tăng tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Trong đó bệnh lý hô hấp là phổ biến nhất. Có nhiều trẻ em xuất siêu vi, tiếp đến là các bệnh lý về tiêu hóa, chủ yếu trong độ tuổi mầm non. Cái môi trường mà thay đổi nhiều thì tạo điều kiện cho vi sinh vật nó phát triển, em bé là dễ tiếp xúc với nguồn bệnh hơn. Và hiện nay thì số bệnh nhân đi khám bệnh ngoại trú và số bệnh nhân nhập viện nội trú cũng có tăng, xu hướng tăng hơn mọi năm. Chủ yếu là nhóm hô hấp, tức là em bé sốt, ho, sờ mũi. Bên cạnh đó cái nhóm cũng hay gặp nữa là nhóm đường ruột. Các bác sĩ khuyên cáo để phòng tránh bệnh cho trẻ em trong thời gian này, phụ huynh nên cho con uống đủ nước, đảm bảo dinh dưỡng, đặc biệt cần tiêm chủng đầy đủ để nâng cao sức đề kháng cho trẻ. Bên cạnh đó, cần tạo cho trẻ có không gian sống, học tập, sạch sẽ, thông thoáng. Nếu phát hiện trẻ có các dấu hiệu như sốt, ho, sổ mũi, thì cần đưa bé đi khám bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.